thay cho Tô Chủ tịch và Lương Thượng tướng đang biến Thủ tướng thành con rối. Bộ Công an là cơ quan trực thuộc của Chính phủ. Theo luật thì Bộ trưởng là thuộc cấp của Thủ tướng. Tuy nhiên về mặt đảng, Thủ tướng lại thuộc cấp của Bộ trưởng Bộ Công an trong Đảng ủy Công an Trung ương. Với việc bố trí cấp bậc chéo ngoè như thế, nên lâu nay Thủ tướng không thể ra chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Công an như với các bộ khác được. Chủ yếu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ nghe lời Tổng Bí thư trước đây và nghe lời Chủ tịch nước hiện nay. Có thể nói Bộ trưởng Bộ Công an và Thủ tướng trên danh nghĩa là lính và sếp trong Chính phủ, nhưng giống như mạnh ai người nấy hành động, chẳng ai chịu ai cả. Vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 613, phân công ông Lương Tam Quang thay mặt Chính phủ làm việc về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và thành phố Đà Nẵng. Như vậy, lần này ông Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công an, đây là trường hợp tưởng như bình thường nhưng lại rất bất thường. Và câu hỏi đặt ra là vì sao như vậy? Thực tế, ông Lương Tam Quang chỉ vâng lệnh Tô Lâm. Nếu Phạm Minh Chính phân công việc mới cho Lương Tam Quang, thì khả năng cao là do Tô Lâm đề nghị, ông Chính chỉ ký quyết định mà thôi. Một số nhà phân tích đặt câu hỏi, khi Thủ tướng bắt Bộ trưởng Bộ Công an phải làm công việc quản lý kinh tế là ép thuộc cấp làm nhiệm vụ ngoài chuyên môn của mình, liệu điều đó có đúng luật hay không? Nếu không đúng luật và nếu Bộ trưởng Bộ Công an không làm theo, thì điều gì sẽ xảy ra? Bình thường Thủ tướng sẽ không xen vào công việc chuyên môn của Bộ Công an, thì Thủ tướng làm gì đủ thực quyền để mà ép Bộ trưởng Bộ Công an làm trái với chuyên ngành mà ông ta phụ trách? Điều này chỉ có thể là do Tô Lâm và Lương Tam Quang muốn như thế. Tô Lâm và Lương Tam Quang là thầy trò, cả hai đang cố gắng xây dựng bộ khung của tỉnh Hưng Yên trong bộ nhóm lợi ích của Tô Lâm. Cho nên Hưng Yên được xem là cái nôi cần phải bảo kê, không cho ai động vào. Đáng chú ý, ông Lương Tam Quang được phân công chăm sóc tỉnh nhà Hưng Yên thì điều đó không thể là ngẫu nhiên mà có sự sắp đặt từ trước với các đồng hương Hưng Yên của mình với nhau. Nói thẳng ra, Hưng Yên đang được Bộ Công an bảo kê, giờ đây đố ai dám động đến giản lãnh đạo tỉnh Hưng Yên hiện nay. Lương Tam Quang phụ trách hai địa phương là Hưng Yên và Đà Nẵng, khả năng cao ông tướng họ Lương này sẽ bảo kê cho Hưng Yên, còn với Đà Nẵng thì vạch lá tìm sâu. Vì vậy, giàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hãy cẩn thận khi bị cọp giữ ngồi ngay trước cổng nhà. Việc ký một quyết định theo ý của Tô Lâm để Lương Tam Quang bảo kê cho tỉnh nhà khác nào ông Thủ tướng chấp thêm cho hai con hổ gốc Hưng Yên cánh đầy. Việc buộc phải chấp cánh cho đối thủ cho thấy ông Thủ tướng Phạm Minh Chính dường như đang bị thầy trò Tô Lâm biến thành con rối vậy. Nếu không tìm được điểm tựa đủ mạnh để có thể nói chuyện sòng phẳng với Tô Lâm, thì khả năng Phạm Minh Chính sẽ biến thành con rối lâu dài, không phải là nhỏ. Chúng ta cũng chứng kiến trong những ngày gần đây, nguồn tin nội bộ cũng cho biết thêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đang vè vãn Đại tướng Phan Văn Giang xây dựng liên minh thế mạnh cho mình. Mục đích của việc này là tìm chỗ dựa đủ mạnh để nghênh chiến với thế lực Hưng Yên đang lớn lên, nếu chẳng may Tô Lâm và Phạm Minh Chính quay sang quyết chiến với nhau. Khi nào ông Chính có thể ra lệnh cho Bộ Công an bảo vệ được bà Nguyễn Thanh Nhàn thì may ra lúc đó ông mới là kẻ làm chủ cuộc chơi. Còn với vai trò người đứng đầu Chính phủ vẫn không thể phân công được Bộ trưởng Bộ Công an theo đúng chức trách nhiệm vụ trong lĩnh vực ông Bộ trưởng phụ trách thì có thể đó là thế lực ông Thủ tướng đang còn rất yếu. Trước đây với một mình Tô Lâm, ông Chính còn không làm chủ được cuộc chơi, thì với cặp đôi Tô Lâm, Lương Tam Quang, ông Chính càng không làm gì được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin thay cho Tô Lâm và Lương Tam Quang đang biến Thủ tướng thành con rối. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Tô Chủ tịch cố dựng hình ảnh, làm sao xóa hết vết nhơ, tội phạm quốc tế. Ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước của Việt Nam chưa được 2 tháng
mà đã có những cuộc tiếp kiến với khách quốc tế cũng như công du nước ngoài. Đầu tiên là lần tiếp đón ông Putin. Trong cuộc tiếp đón này, ông Tô Chủ tịch đã không chịu núp sau cái bóng của Tổng Trọng như ông Võ Văn Thưởng trước đây, mong đã thể hiện vai trò của một nguyên thủ quốc gia. Tiếp theo, Tô Chủ tịch có chuyến thăm hai nước láng giềng là Lào và Campuchia. Nguồn tin cho biết, ngay sau khi lên thay Võ Văn Thưởng, Tô Lâm đã ngỏ ý mời nhà vua và hoàng hậu Hà Lan nối lại chuyến thăm Việt Nam vốn bị gián đoạn trong việc ông Thưởng từ chức. Nói chung, Tô Lâm đang cố gắng xây dựng lại hình ảnh bản thân trên trường quốc tế. Không biết ông Tô Lâm có căm hận Tổng Trọng hay không, khi vì ông Trọng mà vết nhơ bắt cóc của Tô Lâm không thể nào gột rửa được tại châu Âu. Vì ông Trọng muốn bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho bằng được để thiết lập trật tự mới trên bàn cờ chính trị mà Tô Lâm đã phải chấp nhận trở thành một tội phạm bắt cóc quốc tế. Kẻ chủ mưu không hề hắn gì mà kẻ thực hành lại phải gánh hết mọi nhục nhã cho đến ngày nay. Khi ông lên chức chủ tịch nước, người dân vẫn nhắc đi nhắc lại hình ảnh này. Việc chính quyền của Slovakia liệt Tô Lâm vào hàng tội phạm là một vết nhơ không thể gột rửa. Chính phủ Slovakia trong tư cách là thành viên của châu Âu mà xem nước Tô Lâm là tội phạm thì những nước khác trong khối khó có thể có mối quan hệ bình thường với ông chủ tịch nước của Việt Nam đầy hung bạo. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự thể hiện nguyện vọng chung của 5 triệu đảng viên thì át hẳn Tô Lâm không thể trở thành nguyên thủ quốc gia, bởi trong đảng không có sự cạnh tranh công bằng. Chỉ có luật của kẻ mạnh thống trị nên một tội phạm như ông Tô Lâm mới có thể trở thành người đại diện cho đất nước. Bộ mặt của Việt Nam chưa bao giờ nhem nhúc như bây giờ. Việc ăn miếng thịt bò dát vàng tại London cũng là một vết nhơ khó có thể gột rửa. Nhưng vết nhơ này không đến mức bị quê về tội phạm với quốc tế, đặc biệt là các nước trong khối châu Âu, khi bị họ soi rất kỹ về tư cách của chủ tịch nước là một nguyên thủ quốc gia và bị xem là tội phạm, thì đấy là điều rất bất lợi cho 100 triệu người dân Việt Nam. Đấy cũng là nỗi nhục cho dân tộc, nỗi nhục bị một tên tội phạm cưỡi đầu, cưỡi cổ. Chưa lên làm Tổng Bí Thư, nhưng Tô Lâm đã có tham vọng quá lớn. Có lẽ ông cũng muốn bản thân trở thành một người đứng trong ngôi đền huyền thoại Hồ Giáp, như ông Nguyễn Phú Trọng từng muốn hay sao. Một khi trong tay nắm quyền lực tuyệt đối, thì những kẻ độc tài lại đổ bệnh hoang tưởng, thích tô vẽ cho bản thân mình, mặc dù phía sau họ là cả một quá khứ kinh hoàng. Vào ngày 12 tháng 7, Tô Lâm và đoàn tùy tùng đã tới thăm trường song ngữ Lào Việt Nam mang tên Nguyễn Du, một ngôi trường quy tụ nhiều học sinh gốc Việt tại Lào theo học. Tại đây, Tô Lâm cao hứng sổ ra bài câu kiều như thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Một người bị các nước phương Tây xem là tội phạm, tức là dù ông ta là người chấp pháp ở Việt Nam, nhưng liệu bị phạm pháp khi ra nước ngoài. Ông là người thiếu đạo đức, bởi khi người dân chết như ngả dạ về dịch bệnh, nhưng ông lại vô tư chè chén xa hoa bằng thịt bò rác vàng đắt đỏ tại London, mặc kệ người dân đói khát. Một người không biết chấp hành luật pháp và thiếu đạo đức, nhưng lại lên giọng giảng dạy đạo lý cho kiều bào. Vậy ông Tô Lâm đang muốn gì đây? Muốn theo học cách của Hồ Chí Minh đã làm hay sao? Lãnh đạo của Đảng Cộng sản không mấy ai có được đạo đức. Những nhân cách sáng ngời được báo chí và sách giáo khoa ra giả tuyên truyền từ năm này sang năm khác chỉ là những sản phẩm của sự dối trá. Những con người vĩ đại, những huyền thoại trong ngôi đền thiêng liêng kia đều là sản phẩm của truyền thông dối trá và giáo dục nhồi sọ. Tuy nhiên, những kẻ khai quốc công thần của chế độ có được chỗ đứng trong ngôi đền thiêng vì lúc ấy dân thiếu thông tin. Còn giờ đây, khi đã có Internet, có báo chí tự do, dù là báo chí tự do bị cấm cản, thì cũng đủ để lật mặt nạ những kẻ giả danh, giả nghĩa như Tô Lâm. Dù có xây dựng hình ảnh, nhưng ông Tô Lâm vẫn là một người vô pháp, vô đạo, không thể gột rửa được. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Chủ tịch cố dựng hình ảnh làm sao xóa được vết nhơ tội phạm quốc tế. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.